Và bây giờ thì Thanh Tùng mời quý vị cùng gặp gỡ Hoa hậu Lam Châu, là Hoa hậu Phu Nhân Duyên Dáng và Hoa hậu Phu Nhân Từ Thiện. Thanh Tùng gửi lời chào đến Hoa hậu Lam Châu. Kính chào Thanh Tùng và kính chào quý vị. Hoa hậu Lam Châu, kể cho quý khán giả đang xem chương trình và Thanh Tùng biết nữa, là làm thế nào mà Hoa hậu Lam Châu quen biết Bích Liên, rồi thấy Hoa hậu Bích Liên là người như thế nào? Dạ, kính thưa quý vị, và để trả lời câu hỏi của Thanh Tùng đó, cái điều mà đầu tiên mà Lam Châu thấy được, bởi vì Lam Châu rất thích làm về từ thiện, nên một điều mà Lam Châu thấy ở cô Bích Liên cũng cùng một hướng với mình, đó là sự từ thiện của cô, và trong lòng của Lam Châu xin lòng yêu mến. Nhận xét ra sao, cùng là hoa hậu với nhau, Hoa hậu Lam Châu nhận xét ra sao về nhan sắc, về dung mạo bề ngoài của Hoa hậu Bích Liên? Dạ thưa quý vị, nếu nói về cùng một vai trò là hoa hậu thì hầu như chúng tôi đánh giá cao về Hoa hậu Bích Liên, bởi vì cái tư cách của Si, vì cái việc làm từ thiện của Si, và trên cái phương diện đó để mình đánh giá một người về một cái vẻ đẹp mà vóc dáng bên ngoài thì chắc không cần nói nhiều nữa, Si rất là xinh đẹp. Nhưng cái quan trọng là cái xinh đẹp trong tâm hồn mà khiến cho Lam Châu có một cái sự thiện cảm vô cùng là tốt đẹp về cô. Có bao giờ Hoa hậu Lam Châu sử dụng các sản phẩm, các loại dược mỹ phẩm dưỡng da mà Hoa hậu Bích Liên là người đại diện chưa? Dạ kính thưa quý vị, Lam Châu cũng có dùng qua một số sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên nghe rất là nhiều người đồn đãi về sản phẩm của Hoa hậu Bích Liên. Sản phẩm này rất là tuyệt vời. Nên do đó là Lam Châu cũng đã có thử qua một vài lần. Và thật sự thì cũng rất là yêu mến dòng sản phẩm này. Hôm nay khi đến tham dự rồi cùng chung vui với Hoa hậu Bích Liên trong dịp khai trương chi nhánh mới của dòng sản phẩm BL Miracle, Hoa hậu Lam Châu có lời chúc mừng nào đến Hoa hậu Bích Liên không? Kính thưa quý vị, thật sự trong tâm hồn của Lam Châu cầu mong cho tất cả những doanh nghiệp mà người Việt ở tại Mỹ quốc này, và đặc biệt là Hoa hậu Bích Liên luôn luôn thành công và trẻ đẹp mãi, cùng lớn mạnh với dòng sản phẩm BL Miracle. Xin cảm ơn ạ.